Tử vi tuổi Thìn tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Tử vi tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 chỉ ra rằng tuổi Thìn vào tháng này sẽ gặp khá nhiều may mắn trên mọi phương diện. Để nắm rõ vận trình cụ thể của những người tuổi Thìn, những cơ hội, khó khăn và các phương án hóa giải, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video dưới đây. Đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Thìn trong tháng, chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục, xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Thìn. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Thìn sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 4, tức ngày 14 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là nhâm Tuất, có nạp âm là bình địa mộc, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Bính Thìn sinh năm 1976, Giáp Thìn sinh năm 1964. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 4 từ ngày 26 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là giáp Tuất, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Mậu Thìn sinh năm 1988, Canh Thìn sinh năm 2000. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 4 từ ngày 7 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 2000 và mệnh chủ Nhâm Thân sinh năm 1952. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 4 tức ngày 13 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lự Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 4 tức ngày 26 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm làm kiếm phong kim. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 4 tới ngày mùng 6 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày các ngày trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tháng 4 âm lịch không phải là thời điểm dễ dàng đối với người tuổi Thìn trên nhiều phương diện. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những áp lực trong công việc. Cho nên khi đã bắt tay vào công việc, bản mệnh không được lơ là, chểnh mảng. Hơn nữa, trong công việc, bản mệnh khó đạt được kết quả như mong muốn. Bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn cố gắng. Sẽ có những căng thẳng, những mâu thuẫn tại nơi làm việc. Với những người làm kinh doanh, thị trường thật sự không tốt và công ty của bạn sẽ xảy ra một loạt vấn đề. Lục đục, mâu thuẫn sẽ xảy đến. Bạn là người lãnh đạo, người đứng đầu, bạn đã dẫn dắt công ty một thời gian dài. Đừng chỉ vì một chút nóng nảy mà làm mất bình tĩnh, mất sự tín nhiệm của cấp dưới. Hãy lắng nghe ý kiến từ tập thể, tiếp thu và cải tiến để bộ máy công ty làm việc hiệu quả. Bạn cũng nên có những lời động viên, khen ngợi kịp thời với nhân viên của bạn. Họ là những người đồng hành của bạn cho đến ngày hôm nay. Với người quyết định nhảy việc, tháng này sự thay đổi môi trường được khuyến khích vì có thể mang lại cho bạn trải nghiệm thú vị. Tuy vậy, bạn rất cần có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè. Chỉ nhờ thế, bạn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nền móng tốt cho tương lai. Công việc nhóm đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần học hỏi, chia sẻ. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 4 này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe, mới mong được công việc hành thông. Đồng thời, thầy Gia Cát khuyên tuổi Thìn hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, về mặt tài lộc, tháng này tình hình tài chính của tuổi Thìn thật sự không được như ý muốn. Công việc không tốt ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập. Những người làm công ăn lương cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc của mình thì mới mong hưởng được lương thưởng. Người làm kinh doanh thời điểm này cần hết sức chú ý về tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy. Bạn nào có nguy cơ vướng vào vòng lao lý, tuyệt đối không dính líu để những mối làm ăn bất chính, kẻo lại mất thêm tiền. Ngoài ra tháng này chi nhiều hơn thu nên bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh trường hợp cháy túi. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của tuổi Thìn không được tốt. Tháng 4 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều vì những đứa con và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Còn với người độc thân thì thời điểm này sẽ khó tìm được người bạn đời. Bạn luôn sống trong thế giới của mình, dù khó khăn, mệt mỏi cũng chưa hề chia sẻ. Đôi khi bạn để cái tôi của mình quá cao, dù sai nhưng không chịu nhận lỗi về mình. Điều đó vô tình đẩy bạn ra xa hơn. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Về mặt sức khỏe, sức khỏe là vấn đề bạn cần phải quan tâm trong tháng 4 âm lịch. Áp lực từ công việc khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo lắng. Bạn cần phải có suy nghĩ tích cực, không nên oán trách, đổ lỗi cho bản thân hay cho bất cứ ai. Sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ phải trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Quan trọng là bạn phải nỗ lực để vượt qua nó. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Thìn không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Quý gia chủ nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, công bằng trong việc và cuộc sống. Điều đó sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch để các bạn có cái nhìn rõ và chi tiết nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thìn sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như tài lộc, đặc biệt là những người theo đường quan vận. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng tới công việc và sự nghiệp. Nếu không tránh được thì bản mệnh cần bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề. Khoảng thời gian đầu tháng, sự nghiệp của bản mệnh vô cùng có lợi, có đà thăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản bản mệnh cần phải dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất nhiên sẽ giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi. Chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng nên tự ép bản thân. Để may mắn hơn trong cuộc sống, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ hai, Bính Thìn, sinh năm 1976. Vận trình của người tuổi Thìn sinh năm 1976 trong nửa đầu tháng 4 âm lịch khá tốt. Bản mệnh sẽ có được nhiều bước phát triển mới trên con đường sự nghiệp, khai phá thêm nhiều lĩnh vực mới mẻ. Thời điểm này, bản mệnh nên chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, bản mệnh nên lưu ý về các mối quan hệ xã giao, tìm cách để cân bằng và thư thái, độ hòa nhã khiêm nhường, đừng để đắc tội với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ nơi công sở được hoàn hảo. Ngoài ra, với những tuổi Bính Thìn làm trong lĩnh vực kinh doanh nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội. Bất cứ chuyện gì, bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ thực tế, đừng mơ mộng mà mất tiền, ho của. Nếu có ý định đầu tư thì bản mệnh nên chú ý quan sát từng biến động trên thị trường, đừng đầu tư mạo hiểm, cũng đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào trong kế hoạch của mình. Cố gắng để hạn chế sai lầm ở mức thấp nhất. Khoảng thời gian này, chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc kỹ cho những quyết định thay đổi công việc. Chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Ngoài ra, tuổi Bính Thìn luôn mang kim bài Thái Tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ ba, Mậu Thìn sinh năm 1988. Trong tháng này, đối với các gia chủ tuổi Mậu Thìn sẽ có những khó khăn trong cuộc sống, nhất là vấn đề liên quan tới sức khỏe. Bản mệnh cần chú ý các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Để kích vượng sự nghiệp, tăng thêm tài lộc, các gia chủ Mậu Thìn nên sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang trì chú. Pháp khí sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp bài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hải mệnh cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Đây là một tháng tốt để tuổi Canh Thìn phát triển về mảng nghệ thuật, y học, luật sư. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý nhiều về các mối quan hệ xung quanh mình. Cẩn trọng không sẽ gặp phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh mình. Áp lực từ gia đình về nhà trường không quá lớn, bản mệnh có nhiều thời gian rảnh rỗi, cuộc sống khá nhẹ nhàng, nhưng bản mệnh cần sắp xếp mọi việc hợp lý. Bản mệnh nên chú ý nghe giảng, tập trung học hành, tạo nền tảng vững vàng cho sự nghiệp sau này. Còn với những bạn đã đi làm thì nên giữ cho mình tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chăm chỉ chịu khó và tìm kiếm cơ hội để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của mình với mọi người. Bạn có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học thêm kiến thức, tích lũy cho mình thêm kinh nghiệm. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 4 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Thìn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.